Nếu như không có cái cuộc nghinh chiến này mà tạo ra cái, cái drama này thì quý vị muôn đời không bao giờ biết được cái sự thật của cái tập đoàn lừa đảo này như thế nào và cái nhân cái dịp mà chúng ta đang bị giãn cách. Chúng ta mới có cơ hội để nghe và cảm nhận lại hết tất cả những gì mà tôi đã trình bày suốt hơn gần 6 tháng với quý vị. Để cảm được quý vị, để chinh phục được quý vị không phải dễ đâu. Là bởi vì sao Tôi phải như một chiến binh Dương đông kích tây Nội công ngoại kích tụi nó Thì tụi nó mới lộ ra cả chân tướng Chân trong lẫn chân ngoài Nếu không Làm sao tôi biết được Cho nên có những lúc quý vị thấy rằng Tôi rất bất dạy Tôi rất cao trào Rất ba gai Rất lu manh Là bởi vì sao Tôi phải làm như vậy Mới chạm được cái tự ái của nó Mới chạm được cái sĩ diện của tụi nó Và tụi nó mới lộ ra Chúng ta mới biết nó là ai chứ quý vị Muốn vô hang, muốn bắt cọp thì phải vô hang Phải cùng đồng bọn với nó, phải cùng level với tụi nó Thì nó mới thể hiện chứ quý vị Còn quý vị yêu cầu tôi tử tế quá Thì làm sao tôi biết được ai Quý vị thấy không Hôm nay tôi lại một lần nữa để cho quý vị thấy rằng là Tất cả những gì Nguyễn Phương Hằng tôi nói Tôi cào, tôi cấu, tôi gọi, tôi, tôi hét tôi đưa quý vị qua rất nhiều chủ đề cung bậc cảm xúc và đặc biệt một điều là tôi chưa bao giờ cạn nguồn để dành cho quý vị nha